hội những cô gái có cái kết không trọn vẹn trong tình yêu. Hiyori, Thiều Bảo Trâm có cách ứng xử đẹp đẽ. Khi chỉ giận một chút rồi thôi, vẫn bảo vệ tình cũ dù chia tay. Nam em 7749 lần tuyên bố muốn có happy ending với người mới. Nhưng mãi chưa thấy, chỉ là mình làm mẩy là giỏi. Cái em cần là tình thương, mà tại sao cái em nhận lại lắm? Thiên An cùng Jack kẻ 8 lạng người 800 gram, ai cũng không vừa. Tôi thích Jack rồi, rồi ông tính làm sao? Hỏi em thương anh không? Anh nói thương. Tại vì lấy anh không? Năm nay, hội những cô gái có cái kết không trọn vẹn trong tình yêu kết nạp thêm Hyeri. Hậu ồn ào tình ái của Ryu Jun Jeon và Han So Hee, người ta mới chợt nhận ra Hyeri đã có cách ứng xử đẹp đẽ thế nào đối với mối tình 7 năm không trọn vẹn của mình. Thay vì lên mạng xã hội kêu than trách móc hay chia sẻ cảm xúc tứ tung như Han So Hee thì Hyeri chỉ đăng duy nhất một story có ý cà khịa tình cũ, còn lại giữ im lặng. Nữ idol cũng rất văn minh khi biết đường lên tiếng xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến cảm xúc và phán đoán của người khác. Kết thúc sự việc nhẹ nhàng, Hyeri tiếp tục công việc, cuộc sống của mình bằng một thái độ tích cực. Những hành động của nữ chính Reply 1988 đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, cho rằng đây mới là tấm gương đáng học tập khi phải đối mặt chuyện tan vỡ trong tình yêu. Trong khi đó, ở showbiz Việt cũng có một cô gái khiến nhiều người khen ngợi vì có thái độ khá tốt, không thù ghét tình cũ tin đồn dù mất cả quãng thời gian thanh xuân bên người ấy, đó là Thiều Bảo Trâm. Từng có rất nhiều đồn đoán về mối tình giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng, đồng thời cư dân mạng cho rằng cả hai đã bên nhau ít nhất 7-8 năm. Mặc dù thời điểm được cho là đường ai nấy đi, drama trà xanh nổi lên không ngớt. Đồn đoán cho rằng có sự nhúng tay của Thiều Bảo Trâm để hất nước bẩn lên cô gái kia, song sau tất cả, Thiều Bảo Trâm vẫn không làm gì gây bất lợi cho Sơn Tùng. Netizen cho rằng, dù cả hai bên nhau âm thầm trong 8 năm, ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh chụp chung. Vậy nhưng, sau hơn 4 năm chia tay vẫn chưa từng dò dỉ bất cứ tấm hình nào thân mật của hai người. Nếu thực sự tâm cơ, Miss Thanh Xuân có lẽ đã làm điều này từ lâu rồi. Dĩ nhiên, phía fan của cặp đôi kia cũng không vừa khi cho rằng Miss Thanh Xuân bao năm vẫn ăn mày quá khứ, bóng gió về mối tình đã qua để ké phim. Nhưng dù thế nào, người mất đi mối tình 8 năm vẫn là đau khổ nhất, có thể hiện một chút cũng không phải điều gì quá đáng. Thay vì Thiều Bảo Trâm, nếu Sơn Tùng gặp phải Nam Em hay Thiên An thì câu chuyện đã khác. Với Nam Em, có lẽ dàn tình cũ của cô đều tởn tới già, bởi hễ dính vào nàng hoa khôi là y như rằng có chuyện. Xấu mặt nhất chắc chắn là Trường Giang. Dính tin đồn yêu đương Nam Em, từ đó đến nay nam danh hài không ngừng bị nhắc tên trong các cuộc bóc phốt của nữ nghệ sĩ. Khóc lóc, ăn vạ, làm mình làm mẩy trên mạng xã hội, Nam Em lôi hết người này tới người kia xuống, quyết không để tình cũ của mình được yên ổn. Giờ đây, khi Nam Em đã có chồng sắp cưới, cô luôn chia sẻ mong muốn có được happy ending bên người thương. Tiết lộ sẽ làm đám cưới vào tháng 1 năm nay, nhưng đến giờ, nữ nghệ sĩ vẫn chưa thực hiện, còn xảy ra biết bao drama. Thiên An cũng là một cô gái đáng thương khi không có được cái kết trọn vẹn bên Jack, còn phải một mình nuôi con gái. Nhưng thời gian sau này, một vài tin đồn đưa ra bóc trần sự thật về Thiên An, cho thấy cô nàng cũng chẳng phải dạng vừa. Còn Jack, trong câu chuyện này thì anh chàng đã sai quá sai, nên giữa hai người, chẳng một ai đúng, kẻ 8 lạng, người nửa cân, gặp nhau gây ra biết bao sóng gió.